Hello anh em, may mình thay bơm xăng Innova nha anh em. Đời 22. Hôm qua chủ xe chạy đang đi đường á, tự nhiên nó tắt máy đột ngột. Chủ xe điện ra mình hỏi mình tại sao nó tắt. Cái mình nó kêu là cái này chắc hiện tượng là bị bơm xăng nó nóng nó tắt á. Anh bỏ chừng 50 phút sau á, hoặc là nửa tiếng như anh đề anh nổ à. Cái ông nghe lời mình bỏ nửa tiếng sau có ông đề nổ, là kêu vậy bị hư bơm xăng rồi nên chạy ra mình thay. Giờ mình tiến hành mình xuống mình tháo bơm xăng nha. Xăng giờ nó chạy gì ra mình, giờ mình xuống mình tháo thôi. Bây giờ mình tiến hành mình tháo. Đây, Innova. Mình thay bơm xăng chính hãng nha anh em. Innova thay bơm xăng nha anh em. Tháo này ra, tháo này ra. Tháo cái phe hai phe này ra. Đây cái bơm xăng Innova nha anh em, đời 22 thay bơm gin luôn, bơm theo xe luôn. Rồi, tháo ra luôn. Gãi cái đáy bơm xăng ra cầm dao nè, nếu mà anh em mà cái ấy qua chọt luôn đúng không? Rủi xe. Cách tháo rã bơm xăng đi qua món làm gì đó đứt cái luôn muốn tay này. Dạ. Rồi qua tới đâu rồi? Đó thì em ăn cái quay mà. Ăn quay hả? Rồi. Đủ mà mình quay chứ. Cúp nước rồi đó. Ui, rồi đi vòng luôn. Nhiều với ta tháo nó gá bông ta. Đơn giản cái gian dở. Hi, tăng tẩy luôn rồi. Bây giờ bữa rồi. Giờ với nè, giờ này nãy giờ chưa? Bơm xăng Innova này hiện tượng là chạy nóng và tắt máy nha. Và bỏ chừng 50 phút sau là đề lại chạy bình thường. Đó, chạy được thời gian phải tắt tiếp. Mình thay bơm hãng luôn. Trong đây có một sim nè. À, bỏ vô bán ngay con sim này không coi là bơm xăng nó xì liền. Đây con sim. Đó, con sim nó nằm vô cái lỗ này. Đó. Đây. Con sim rất là quan trọng nha. Rồi. Ra thôi. Đây. Đây là bơm hãng nè. Để em hú bò kịp. Đúng không? Mới sơn sinh nạp bắn là có đi ngang liền có trường quạt để giúp mẹ con. Không có thông báo. Chỉ về mẹ hả? Hay giúp mẹ. ta dán đó xe mới sơn. Thấy không? Đây ông sim này mình ngưỡng vô trước trên đây, vô lỗ này nè. Đó. Bây giờ cái này nếu có cái cây nhọn nhọn cái gì mình bỏ dễ hơn. Sắm nhíp nha, cho nên nào ra nghề với sắm nha, nhíp nữa. Đó. Tha chút nó bò vô. Đây. Cho nó trơn, nó dở vô cho nó không bị chênh sim. Chênh sim là nó bị xì. Là nó không đủ áp là nó sẽ tạo là không nổ được. Rồi, mọc điện này ghi đây thôi. Xong mình lùn cái lại. Nướng này nhẹ, nướng cảm giác thấy nó vô mới được nha, nếu mà nó bị chặt sim là không được nha. Nhớ còn cứng. Đi điện. Đó. Đó. Chặt vô. Đó, cái gì thôi. Đơn giản. Lắp vô sao ta? Bơm này các bạn mua bơm của Hồ Cá đi bỏ vô bơm được luôn nha. Rồi. Nhanh để còn gàng liền. Đây. Vô. Đó. Phút 30 giây là không có bơm liền. Điện qua đây. Đó. Rồi, vô. Rồi, đây cùng tháo lắp bơm đã thành công anh em. Vậy thôi, xong mình chỉnh. Đây là hộp xăng. Rồi anh em nào nó muốn làm rất rẻ thì chuyển qua không đặt luôn. Thôi rồi chú kêu rồi. Rồi giờ mình đi gắp vô xe. Đây. Đây gầm. Ở cái thằng con kia đang mất tiêu nữa. À, bắt vô ra anh Kiệt. Bắt vô 6. Đúng rồi. Rồi. Cái bơm xăng này qua chú xe nó chạy đi xa mà rồi thì nó chết máy vô đột ngột luôn. Xong chú xe điện về ra mình hỏi và mình kêu là anh bỏ chừng 50 phút sau là anh đề nổ là chạy ra em thay bơm xăng thôi. Nên anh bỏ 50 phút sau đề lại nổ với anh em là mình chạy bây giờ mình thay bơm xăng khác là được là chợ được thôi. Em lưu ý bơm xăng nha. Khi mình để xe mà nó đỏ cứ để xe xăng nó báo xăng nha, mình lúc nào mình bỏ xăng nửa bình đó, chứ ít xăng quá sẽ nóng bơm, nó mau hư bơm thêm thôi. Còn cho báo xăng lúc nào mình xăng cũng nửa bình, nó ít xăng quá nó nóng bơm. Tại sao linh dĩ qua là không dọn dẹp? Hải. Thôi chú Hải. Sao linh dĩ qua chị dọn dẹp chú Hải? Dẹp sao? Xi cứng hết lại, vàng người 8 bắt 2 ống xăng, 2 ống xăng vô thôi. Mạnh vô rồi, rồi hai phe vô. Trong đây ngược vào, trong đây là đẩy tới mà kia đẩy ngược lại. Mọi người lại ngược cái phe lại, quay về nè, ngược cái này nè, đó đúng rồi, nhặt vô. Bạn đưa cái phe cho anh Kiệt, anh bắt bên đó luôn. Đúng rồi, đùa vô lỗ đó, tại vì nhẹ từ từ vô, khéo gãy cái phe cái là khỏi đi mua mới luôn, phải không? Bỏ ngay vô lỗ, đó, từ từ thôi, đúng không? Đó, nó quen nó gài lại sức cứng ngắt liền. Rồi, Tiến Hành mình lên thùng xăng thôi. Rồi, giờ mình lên thùng xăng nha. Rồi, thùng xăng lên trên xe anh em, giờ chúng mình Tiến Hành mình nổ máy thôi. Mình tiếp thử rồi nó còn nổ hay là nó hết nổ rồi. Chắc hết nổ rồi quá. Ở sau có 2 ống nè. Một ống đổ xăng từ cái xăng đổ vô ống bự này, ống này là ống hơi, ống này là ống hơi thông thôi, ống này là ống xăng nó từ sai từ cái dầu xăng đổ vô á, hấp xăng đổ vô á. Đây có 2 ống xăng nha anh em. Đây là 1 ống lớn, 1 ống nhỏ. Cái này 2 ống này là ghim không giờ lộn được. Ghim lộn này đâu vô đây, ống này ống to nè. Thấy không? Ống này ống nhỏ nè, thấy không? Hai ăn khác nhau, cái mắt này không được. Nè. Đó. Thằng này mà ghim cái này là không được nha. Mình chỉ ghim được trúng chỗ đúng nơi thôi. Rồi, đây mình chọc mạnh vô là được. Rồi. Rồi mình hồi nãy giờ mình gáp bơm xăng đã hoàn thành xong rồi. Giờ lên mình test thử, mình nổ thử nha anh em. Coi nó bị lỗi kỹ thuật mình như mình ráp không, hay là xiêm niết gì đó, xung xăng lên đó. Đây bây giờ mình đè cái thử. Đó, bây giờ đã nổ nha anh em. Tại mình bỏ lên trên lăn đầu trên cậu nó hơi nắng. Tắt mình đề lại thử. Rồi, ok. Nếu mà mình đã lúc mình ốp gáp cái bị lỗi kỹ thuật gì đó là mình đề là nó sẽ không nổ nha. Hoặc là nó nổ mà mình đập ra sẽ không lên, tại vì cái còng sim của cái bơm nó lên, cái ống bơm dầu nén lên á, nó bị chật á, hoặc nó bị xì cái còng sim đó là nó không đủ áp. Sẽ đề khó nổ, hoặc là nó đề nổ mà mình đập ra nó không có lên được. Đó, cái này là mình gáp là ok rồi, nên đạp bình thường. Đó. Rồi bây giờ mình giao xe và cho chủ xe test thử khi nào nó bị lại thôi nha. Nào mình bơm xăng mình thay mình bảo hành hết nha anh em. Mình đã nổi với anh em mà anh em thấy mình hướng dẫn lại ok thì mình cho mình 1 like và đăng ký nha anh em.